Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, sau khi giảm xuống mức thấp nhất là 41.700 đô la trong ngày hôm qua, Bitcoin đã tăng nhẹ trở lại và hiện tại được giao dịch ở mức 42.600 đô. Mặc dù các tổ chức đã được cung cấp giải pháp tiếp xúc trực tiếp với Bitcoin thông qua ETF, hành động giảm vẫn cho thấy tác động tâm lý của sự biến động theo phong cách cổ điển. Mức kháng cự 50.000 đô la vẫn rất khó khăn đối với Bitcoin khi cá voi xếp hàng để bán chốt lời sau khi giá tăng mạnh kéo dài, trong khi việc đảo chiều với mức 40.000 đô la gây ra sự hoảng loạn đáng kể. Điều này thể hiện rõ ở tỷ lệ Bitcoin được bán với giá thấp hơn số tiền được mua. Theo Glassnode, vào ngày 12 tháng 1, con số này đạt 88.000 Bitcoin, trị giá 3,75 tỷ đô la. James Van Straten, nhà phân tích tại CryptoSlay cho biết, đó là vấn đề tinh thần. Lưu ý rằng, tổng doanh số bán hàng lên tới 111.000 Bitcoin, hiện là 4,7 tỷ đô la. Tuy nhiên, doanh số bán hàng đến từ những người nắm giữ ngắn hạn, nhưng vì nắm giữ một khoản đầu tư Bitcoin nhất định trong tối đa 155 ngày, có vẻ như thông báo của ETF đã mang lại cho các nhà đầu cơ lý do để mua vào, với hy vọng rằng giá sẽ tăng cao hơn nữa. Ngược lại, Glassnode cho thấy rằng những người nắm giữ dài hạn hầu như không phản ứng với các sự kiện khiến doanh số bán lỗ không thay đổi. Trước khi đóng cửa, dữ liệu sổ đặt hàng đưa ra cảnh báo sớm rằng đợt kiểm tra hỗ trợ sắp diễn ra, nhưng mức hỗ trợ này có thể thấp hơn nhiều. Sổ đặt hàng Binance cho thấy khoảng 270 triệu đô la giá thầu trả đều từ 41,3 nghìn đô la đến 36,5 nghìn đô, với 68 triệu đô trong số đó tập trung vào phạm vi 38,5 nghìn đô la đến 39,4 nghìn đô. Ngoài ra, bức tường mua ở mức 26,5 nghìn đô la đã bị phá vỡ và được nâng lên. Đây đều là những số hiệu ban đầu cho thấy Fed đang chuẩn bị cho một đợt kiểm tra lại mức kháng cự khác. Các nhà đầu tư cần phải theo dõi mức đóng cửa hàng tuần để có thêm manh mối. Nhà giao dịch Skill đưa ra một danh sách các tín hiệu để tin rằng sự bật lên từ mức thấp sẽ được duy trì. Chúng bao gồm việc lấy lại 42.500 đô la trên khung thời gian hàng ngày, đồng thời chỉ số sức mạnh tương đối RSI duy trì trên 50. Bên cạnh đó, những người hy vọng thoát khỏi sự biến động có thể vẫn đạt được mong muốn của mình trong tuần này, ít nhất là từ góc độ vĩ mô. Gạt thông tin về Bitcoin ETF sang một bên, dữ liệu của Hoa Kỳ đang hạ nhiệt trong những ngày tới, với dữ liệu thất nghiệp dẫn đầu danh sách được phát hành trong nước. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến cuộc họp tiếp theo của Fed để quyết định việc thay đổi lãi suất. Tình hình xung quanh lạm phát vẫn còn khó khăn. Chỉ số giá tiêu dùng CPI ít được quan sát vào tuần trước cho thấy giá cả sẽ tăng trở lại nhiều hơn dự kiến. Mặc dù thị trường vẫn không tin rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng này, nhưng các nhà bình luận vẫn không quên những con số này. The Copesi Letter mô tả công việc của Fed là vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù vậy, thị trường vẫn nhận thấy việc cắt giảm lãi suất, một lợi ích cho các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử, sẽ diễn ra nhanh chóng từ tháng 3 trở đi. Theo dữ liệu từ Fed Watch Tool của CME Group, khả năng tiếp tục đóng băng thay đổi lãi suất trong tháng 1 đã diễn ra trong vài tháng, hiện ở mức trên 95%. Về phía thợ đào, dựa trên hành động giá gần đây, có vẻ như Bitcoin khó thể gặp phải một sự gia tăng độ khó khác. Tuy nhiên, các ước tính lại cho thấy điều ngược lại. Ở mức 42.500 đô la, độ khó khai thác Bitcoin vẫn được dự đoán sẽ tăng cao hơn 0,35% trong tuần này, theo dữ liệu từ BTC.com. Động thái này rất ấn tượng, các công ty khai thác đã vượt qua cơn bão biến động ETF và sự cạnh tranh để giành được trợ cấp khối vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Độ khó tăng cao hơn thực tế không bị cản trở trong suốt quý 3 và quý 4 năm 2023, với mức giảm khiêm tốn 1% trong tháng 12 đã thúc đẩy xu hướng tăng. Đối với các thợ đào, thời điểm quan trọng đang đến gần, với sự kiện Bitcoin Halving vào tháng 4 sẽ cắt giảm 50% số tiền kiếm được cho mỗi khối được khai thác xuống còn 3,125 Bitcoin. Cho đến lúc đó, phí vẫn tăng cao trong khi tỷ lệ băng tiếp tục đạt mức cao nhất mọi thời đại trong dịp Giáng sinh. Phí Bitcoin đã giảm một nửa so với mức cao nhất trong tháng 12. Thị trường đang ở vị trí cao nhất trong cơn sốt Encryption vào tháng 5 năm 2023. Sẽ rất thú vị để xem mức độ này và sẽ có tác động đến các thợ đào sắp bước vào Halving. Tiếp theo là thông tin về Ethereum. Giá ETH đã đạt đà tăng ấn tượng hơn Bitcoin trong tuần qua. Tuy nhiên, một số người đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khi lãi suất mở tăng lên nhanh chóng, đồng thời việc đặt cược ETH mang tính đầu cơ có thể trở nên quá nóng. Nhà phân tích Matun cảnh báo, có lý do để lo lắng khi lượng Ethereum dưới dạng 1,35 tỷ đô la lãi suất mở mới. Trong khi đó, Van Straten ghi nhận sự xoay vòng lãi suất mở từ Bitcoin sang ETH, khiến hợp đồng tương lai Bitcoin của CME Group rơi vào tình trạng lùi ngược, dưới giá giao ngay. Ông cho rằng, điều này là do sự phấn khích về khả năng có Ethereum ETF nhờ những bình luận gần đây từ Larry Fink. Lãi suất mở trong CME giảm 13% so với mức cao 700 triệu đô la, trong khi lãi suất mở của ETH tăng 14%.
nhưng đây có thể là tín hiệu mua đối với Bitcoin. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.